Cái này nó liên quan đến hội chứng tim thật, là một vấn đề nó rất quan trọng đấy nha. Thì thực ra có ba cơ quan nó liên quan đến nhau này. Thứ nhất là thận này, thứ hai là tim, thứ ba là bệnh tiểu đường này, nó liên quan đến nhau nhiều lắm. Đây là một số vấn đề về bệnh thận và tim này. Thứ nhất là chúng ta có sự tương tác giữa thận và tim trong cơ thể. Thứ hai là mấy em là đi làm việc cũng đều biết là có vấn đề là bệnh thận do chất cản quang. Trước khi chúng ta chụp cho người bệnh đó, luôn luôn chúng ta cân nhắc nhìn cái chức năng thận, đặc biệt là người cao tuổi. Cái mà mình sợ nhất là chụp xong người ta suy thận cấp là khổ. Và đã có nghiên cứu nó chứng minh là một người mà dùng chất cản quang nhiều đó thì cuộc sống nó có giảm đi đấy. Thầy có cái slide về nghiên cứu nó chứng minh như vậy. Thành ra có lẽ chúng ta nên hạn chế dùng thuốc cản quang cho người bệnh. Thì thứ ba, vấn đề bệnh thận tăng huyết áp, hội chứng đồng mạch vành cấp, bệnh thận mạn, suy tim, bệnh van tim. Và cuối cùng là vấn đề tiếp cận bệnh nhân lọc thận của thầy thuốc tim mạch. Đây là cấu trúc bình thường của mạch máu và vi cầu thận nhé. Đây là vùng vỏ cầu thận này. Vùng vỏ cầu thận. Sau đó đến cái vi cầu thận, nó có động mạch đến và động mạch đi. Nhớ là động mạch đi đấy. Và chúng ta nhớ là số vi cầu thận nó có sẵn từ khi ra đời. Người ta có nói rằng nếu người sinh mà cân nặng càng thấp, số vi cầu thận ít thì người đó sẽ dễ suy thận mạn hơn người có số vi cầu thận nhiều. Và cái vi cầu thận nó cứ giảm dần theo thời gian, nó giống như tế bào não của mình ấy. Và thầy trước đây là chúng ta thấy đây là một từ, chúng ta có một con tế quan trọng nữa là người ta chứng minh là thế này này, cái áp lực trong vi cầu thận nó phải thấp. Và nếu chúng ta để áp lực trong vi cầu thận nó cao quá, nó sẽ tổn thương những tế bào thận và nó làm hỏng cái vi cầu thận của mình. Do đó thì đối với các nhà thận học thì người ta muốn là cái áp lực trong vi cầu thận phải dưới 120 mm thủy ngân. Trong khi đó các nhà tăng huyết áp thì tăng huyết áp chúng ta chỉ cần giữ dưới 130, tới thận thì chúng ta càng giữ thấp thì càng tốt. Thận là một cơ quan chừng có 130-170 gram đối với người nam 70 kg này, nhưng mà nhận cái lượng máu nó khoảng 25% cùng lượng tim. Lưu lượng máu qua thận cao nhất so với các cơ quan khác. Đây là nhiệm vụ của thận nhé, trong đó điều hòa huyết áp rất quan trọng. Biến chứng của đái tháo đường của chúng ta đều biết là biến chứng bệnh thận mạn và bệnh tim mạch. Cái này nó nhắc lại quá trình cái tạo lập renin, angiotensin và aldosterone. Cái quá trình này lấy liên quan đến cả vấn đề tim và thận. Nếu của chúng ta biết angiotensinogen từ gan này, qua kích hoạt của renin nó biến thành angiotensin 1 này. Từ men chuyển, angiotensin 1 nhờ men chuyển biến thành angiotensin 2. Và sau đó chúng ta có angiotensin 3, có aldosterone. Angiotensin 2 nó đã có thể có tính co mạch trực tiếp rồi, làm tăng tiết aldosterone, ảnh hưởng nó làm vừa co mạch, vừa làm cái tăng giữ muối natri của trong cơ thể. Từ sự hiểu biết cơ chế này, chúng ta có một số thuốc tăng huyết áp và một số thuốc điều trị suy tim của chúng ta. Đây là cái tương quan thần kinh thể dây giữa thận và tim. Cái tương quan này thực ra thì chúng ta thấy nó liên quan đến cái baroreceptor nhiều hơn. Chúng ta có thụ thể áp lực nó nằm ở đây nhé. Chúng ta thụ thể áp lực nó có thể nằm ở đây, và cái baroreceptor nó cũng nằm ở trong tim, từ trong là đây, từ đó nó tăng tiết cái NT-proBNP chúng ta. Thì người ta nhận thấy là thế này này, trên những bệnh nhân lọc thận, nếu mấy em lọc tốt thì cái suy tim nó giảm, lọc không tốt nó ứ dịch nhiều thì suy tim nó không giảm, và đồng thời tăng huyết áp nó cũng bị tương tự, thể dịch càng nhiều tăng huyết áp càng nhiều. Thì đây là tất cả những cơ chế này giữa thần kinh phải giao cảm này, rồi đến ảnh hưởng đến thận của chúng ta, ảnh hưởng đến thụ thể tim và não chúng ta, nó có ý tương quan trực tiếp giữa thận và tim. Do đó thì một người thầy thuốc tim mạch luôn luôn phải học thêm về thận để chúng ta coi điều trị có tốt cho người bệnh hay không. Và chính cái điều trị thận giữ thận tốt thì cái suy tim của người bệnh sẽ giảm.
Cái phần đồ bệnh vật mạng tính của Cadigo thì cho đến nay nó cũng vẫn như thế này. Tức là chúng ta có 5 giai đoạn 1, 2, 3, 4 và 5. 3 thì nó chia 3, 3 B. Thì chúng ta luôn luôn nhớ ra đồ lọc cầu thận từ 0 15 là giai đoạn 5. Còn cái kia là chúng ta gọi là bệnh thận mãn. Cái nó ở những giai đoạn 3, 4, 5 thì nó tăng nguy cơ của bệnh tim mạch, tăng nguy cơ của contrast induced, tức là bệnh thận do chất cản quang nephropathy đó, tăng nguy cơ lập thận và đưa đến tử vong ở những giai đoạn này. Và chúng ta biết là đây là cái phân loại mới này. Cái phân loại mới chúng ta chỉ gọi là tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh thận mạn và tổn thương thận. Cái này nó cũng có chia giai đoạn 1, 2, 3, 4, 5, nhưng nó còn dựa thêm vào cái lượng albumin trong nước tiểu đó. Thì nó ra phân loại thêm, dựa xem cả cái albumin với cái độ lọc cầu thận ước lượng. Em thấy là dưới 15 ml vẫn là giai đoạn 5, rồi trên 90 là giai đoạn 1. Nhưng nó cũng thể tính thêm dựa vào cái lượng albumin niệu. Chứ nếu mà A2 của chúng ta thì từ 30 đến 300, còn trên 300 là A3, thì tức là bệnh nhân sẽ bị tổn thương nặng rồi. Đây là cái phân độ đó. Rồi cái công thức tính thích hợp để tính độ lọc cầu thận này. Ngày xưa đó thì thường là ở viện tim với ở Tân Đức, ngày xưa thầy cứ cho tính cái cốc cốc gồn. Thì nhớ là cái này cũng có cái khuyến cáo, thì nhớ của phó giáo sư Bích Hương đó về thận học. Nhưng mà sau này thì người ta thấy là người ta khuyên nên dùng CKD IPA. Thì hiện nay thầy thấy ở Tân Đức, viện tim Chợ Rẫy, Đại Hội Dược và chung Medic của cho thầy Hải cũng vậy, dùng công thức CKD IPA để chúng ta tính độ lọc cầu thận ước lượng đối với creatinine nha. Còn đúng ra thì người ta bảo nếu chúng ta dùng độ lọc cầu thận có cystatin C nó ảnh hưởng ổn định hơn creatinine. Thực ra mình không có thực hành trên lâm sàng, do đó thì hiện nay chúng ta nên tính cái này. Chúng ta tính CKD IPA. Thì cái này, cái bảng này nó nói về nguy cơ tương đối của tim và thận trên một quần thể. Chúng ta dựa vào độ lọc cầu thận ước lượng và lượng albumin và creatinine niệu chúng ta đo được, thì nó tính nguy cơ. Đó là lý do nó bảo là khi chúng ta nhìn một người bệnh nhân tim mạch và người bệnh nhân thận, kể cả người tăng huyết áp, chúng ta không nên chỉ nhìn thấy độ lọc cầu thận ước lượng, chúng ta phải đo cái tỷ lệ albumin trên creatinine niệu của người bệnh. Cái hình này cũng hay lắm này, nó nói lên cái ảnh hưởng lên hệ tim mạch của bệnh thận mạn này. Thì chúng ta thấy một người bệnh nhân bệnh thận mạn này, nó làm rối loạn cả lipid máu, nó làm giảm HDL cholesterol này, giảm tăng triglyceride máu, và cái sợ nhất là tăng lipoprotein nhỏ. Hiện nay người ta khuyên là trong cái khuyến cáo của về tim mạch đấy, người ta khuyên là trong đời một người phải có đo lipoprotein nhỏ một lần. Thì trong những bệnh án mà nhồi máu cơ tim người trẻ đó, có những khi chúng ta thấy LDL cholesterol cao bình thường, HDL không có thấp, triglyceride không cao, nhưng mà người ta có lipoprotein da nhỏ rất cao. Bình thường lipoprotein da nhỏ chúng ta dưới 30 microgram trên ml, còn đây nếu nó cao thì chúng có thể nói đây là một nguyên nhân của bệnh tim sớm. Thì hiện nay thì có vài nơi chúng ta đo được cái này là Chợ Rẫy thì thầy thấy đo được, và chỗ Tâm Anh ấy, thầy nói chị dược sĩ trưởng phòng doanh nghiệp chị cũng đo được, nó giá nó hơi đắt, thầy mấy trăm ngàn, nhưng ở Medic chưa đo được. Thầy có gọi cho Bảo Toàn mấy lần, thầy thấy mấy em ấy chẳng hiểu gì hết. Thầy bảo đo lipoprotein A nhỏ, mấy em toàn đo lipoprotein A1, A lớn một thì không đúng. Không biết có em nào Medic học ở đây không, đo bậy bạ rồi cũng thầy cho bệnh nhân đến đo rồi đo bậy bạ vậy làm sao thầy dùng. Nhưng lipoprotein A nhỏ nó có ý nghĩa đối với người có bệnh mạch vành sớm, mấy em nhớ để ý, cái này nó tăng sơ vữa động mạch dữ lắm. Rồi bây giờ chúng ta nhớ là người bệnh thận mạn nó có thể làm tăng vôi hóa, mà tăng vôi hóa này do nó làm tăng paratormon, tăng homocysteine, làm tăng nguy cơ của lọc thận và stress tim mạch, rồi nó làm đưa đến thiếu máu do thiếu erythropoietin ở người bệnh thận mạn, nó cơ hoạt hóa hệ renin trong giai đoạn aldosterone hoặc hệ giao cảm. Thì hai cái hệ này thì nó liên quan đến cái suy tim của chúng ta này. Suy tim của chúng ta điều trị, chúng ta dựa lên chuỗi ức chế hệ renin trong giai đoạn aldosterone và ức chế hệ giao cảm của chúng ta. Trước
Suy tim bây giờ chúng ta liên quan đến vấn đề ảnh hưởng nitric oxide với Imperio đó, là liên quan đến điều trị cả mấy cái này nữa. Rồi vấn đề viêm, càng ngày người ta càng hiểu là viêm nó sẽ làm tăng xơ vữa động mạch và tăng đông nữa. Em nhớ COVID-19 thì gì? Cái người COVID-19 đó có hiện tượng viêm, nó có cytokine storm, nó cơn bão cytokine, nó làm tăng đông dữ dội, nó làm cho người ta tổn thương phổi. Và như vậy thì cái người bệnh thận mà nó ảnh hưởng đến rất nhiều yếu tố. Như vậy chúng ta điều trị, chúng ta phải quan tâm tất cả yếu tố này trong điều trị. Vì cái viêm này bây giờ người ta có vấn đề dùng colchicine liều thấp cho bệnh nhân tim mạch, tại nó giảm được cái viêm. Rồi tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh thận mạng, tức là tổn thương thận trên đến vòng 3 tháng, có thể tổn thương cấu trúc của chức năng, kèm hay không kèm, kèm giảm độ lọc cầu thận. Bệnh nhân có thể có bất thường giải phẫu học, hoặc là xuất hiện chỉ điểm tổn thương thận như máu nực tiểu hoặc nhảy. Thì đây là cái chỉ điểm tổn thương thận này. Chỉ điểm tổn thương thận chúng ta có thể tính cái albumin creatinine trên 30 gram, miligram trên gram. Chúng ta thấy trụ, tế bào, trụ hạt. Rồi chúng ta làm siêu âm, chúng ta thấy kích thước thận nó thay đổi, nó nhỏ đi. Chúng ta thấy hội chứng thận hư mới albumin đó. Thì đây gọi là cái đó là chỉ điểm tổn thương thận. Tức là chúng ta cần cái chỉ điểm tổn thương thận, xuất hiện chỉ điểm tổn thương thận cộng với tổn thương thận trên 3 tháng thì chúng ta có thể chẩn đoán là bệnh nhân bị bệnh thận mạng. Rồi cái thiếu máu do bệnh thận mạng theo đề định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, thiếu máu do bệnh thận mạng đối với nữ là dưới 12 gram trên decilit, nam dưới 13, và 20% bệnh nhân bệnh thận mạng đấy, và 30-60% bệnh nhân suy tim có thiếu máu do bệnh thận mạng, 20% bệnh nhân bệnh động mạch vành mạng và 30-60% suy tim có thiếu máu do bệnh thận mạng, và thường thường là do nguyên nhân là tổn thương vận chuyển sắt và thiếu cái apoerythropoietin. Nhưng trong cái này nó cũng có cái mà mình suy nghĩ này, cái người mà suy tim á, thì chúng ta này, nếu mà thiếu máu do thiếu sắt chúng ta phải chuyển sắt, chứ còn người suy tim nặng chúng ta lại không được dùng erythropoietin, còn người bệnh thận mạng thì chúng ta lại phải dùng erythropoietin. Nhưng thầy có một ca bệnh nhân bị suy tim nặng, có những lúc nào mà viện tim, có những lúc phải suy tim độ 4 vì thầy bệnh thận mạng, nhưng bây giờ lọc thận tốt bằng thẩm vân phúc mạc thì vẫn cho erythropoietin vẫn được, tức là mình ổn định cái suy tim rồi, mình lọc thận tốt, mình cho thêm erythropoietin, bệnh nhân vẫn đỡ ở người bệnh. Giờ để điều trị thiếu máu cho bệnh thận mạn, thường chúng ta dùng erythropoietin, chúng ta bổ sung sắt. Nếu bổ sung sắt ở người bệnh thận mạn chúng ta có thể dùng thuốc uống, còn nếu người suy tim bắt buộc nghiên cứu chứng minh chuyển tĩnh mạch thì tốt. Nhưng mà nhớ là chúng ta điều trị như vậy, tăng tạo huyết khối là một nguy cơ, giảm nitric oxide và tăng stress oxide hóa, mà nếu tăng stress oxide hóa đó thì sẽ tăng xơ vữa động mạch. Như vậy người ta khuyên hiện nay là chỉ dùng thuốc tăng tạo máu để tránh triệu chứng cơ năng và nhu cầu truyền máu. Tức người bệnh thận mạng chúng ta không nên dùng một cách hệ thống thường quy erythropoietin, chỉ khi nào có triệu chứng hoặc là nhu cầu truyền máu cao chúng ta mới thêm dùng thêm erythropoietin. Tại vì những cái dùng erythropoietin nó có mấy cái nguy cơ như thế này. Và bây giờ chúng ta qua vấn đề đầu tiên là bệnh thận do rất cản quang này. Cái đó thầy thuốc nội khoa tim mạch chúng ta phải cần quan tâm. Định nghĩa bệnh thận do cản quang là khi người ta tăng trên 25% creatinine máu hoặc tăng trên bằng 0,5 mg/dL của creatinine. Thì khi mà chúng ta dùng chất cản quang mà can thiệp mạch vành này, thì nếu người có đái tháo đường tần suất này lên đến 20%, tuy nhiên chỉ khoảng dưới 2% cần lọc thận. Nhưng mà cái thầy có coi cái thống kê ảnh hưởng đến sống còn lâu dài bệnh nhân, do đó chúng ta nhớ là nếu bệnh nhân đã bị bệnh thận cận cận quang thì cuộc sống nó có giảm. Đây là sinh lý bệnh của tổn thương thận do chất cản quang ảnh hưởng đến cái ống thận. Chúng ta có ống thận, cái chất cản quang nó làm cho bệnh tổn, nó làm tổn thương thận, nó làm co mạch đấy, làm thiếu máu, tất cả đây cái ống thận nó chịu ảnh hưởng bởi chất cản quang này, bởi sự hiện tượng co mạch, và do có bệnh tật giảm cái dòng máu ở đây, thiếu oxy. Do đó cái người mà khi dùng chất cản quang ấy,
chúng ta cố gắng đừng để tụt huyết áp, chúng ta nhớ chuyển nước cho đủ. Thành viêm ngay chất cản quang đã làm hại cái ống thận, nó hủy hoại ống thận này. Nếu chúng ta bị thêm những cái này đó thì nó tăng khả năng tổn thương cái ống thận người bệnh, thì bệnh thận chất cản quang còn là còn càng còn nặng ở bệnh nhân. Nên để ý đây, cái lượng máu nó chảy trong trong trường hợp cái mà vùng tủy này, vùng tủy với vùng vỏ, thì hai cái năng lượng máu nó được khác nhau, lưu lượng máu ở đây nó phải rất cao so với lưu lượng máu trong này. Đây là người ta làm nghiên cứu theo dõi khoảng trong vòng 4 năm 7.600 người bệnh nhân có không bệnh thận sau khi can thiệp mạch vành, thì thấy người ta người nào có chúng ta có người nào nếu có bệnh thận rất cản quang sau khi can thiệp á, thì cuộc sống rõ ràng nó ngắn hơn cái người cái survival probability người không bệnh thận cất cản quang. Do đó thì chúng ta nhớ là nếu có bệnh thận thì cuộc sống bệnh thận cận quang sau khi can thiệp mạch vành thì cuộc sống người bệnh có giảm. Trong này nó nêu lên cái là tổn thương thận cấp do chất cản quang, nó có thể làm tăng tử vong, tăng suy tim, tăng bệnh thận giai đoạn cuối và tăng nhồi máu cơ tim. Nó thành ra mấy em nhớ để ý là nếu bệnh thận nó làm thay đổi cái creatinine trên 50%, chẳng hạn trên khoảng 50% ở đấy, thì cái suy tim nó cũng tăng lên, nó làm tăng cái tử vong ở đây như vậy. Thì ra chúng ta cố gắng chuẩn bị cái bệnh kỹ để tránh bớt cái bệnh thận cho chất cản quang. Rồi đây cái này là cái sinh bệnh học do bệnh thận cho chất cản quang, cái này là cái hình mà thể lấy trong cuốn Brown. Thì tức là người tổn thương thứ nhất là cái ở cái thận này, thì người dùng chất cản quang nó có thể làm cái vỏ ngoài vùng vỏ cái vùng tủy đó, vùng phần ngoài của vùng tủy có co mạch này nhé, rồi giảm cái lưu lượng máu của vùng ngoài vùng tủy, lưu lượng máu là 4,2 lít một phút đấy. Đó. Rồi sau đó là gì? Sau đó những cái catheter này, những cái catheter chúng ta đưa vào đây này, cái iodine của trong chất cản quang đấy. Và từ cái osmolar của chất cản quang nó làm cái tổn thương như tế bào ung thận này. Rồi chúng ta làm tổn thương tế bào ung thận, nó làm tổn thương ấy, nó làm thoát những cái dịch ra khỏi ung thận. Và sau đó thì nó tiếp tục làm tổn thương ung thận. Cái này nó cắt nghĩa, nó cố gắng nó cắt nghĩa cơ chế của bệnh thận qua, tức là nó làm tổn thương ung thận ở đây thôi. Thực ra cái này mình coi cho biết thôi. Cái chính cái đối với thầy thuốc của mình là mình làm sao càng giảm phòng ngừa tốt càng giảm. Mà cái phòng ngừa tốt thực ra là ngày xưa tài liệu nó đủ thứ hết, nhưng mà tốt rốt cuộc tốt nhất vẫn là gì, người đó phải có đủ huyết áp và đủ dịch đầy đủ. Chứ còn nếu người đó chúng ta để người ta đủ dịch không đủ thì chắc chắn người ta dễ bị bệnh thận cận quang qua. Nên nhất còn nếu đối với phẫu thuật tim thì sao, bệnh tổn thương thận cấp xảy ra ở 15% bệnh nhân phẫu thuật tim và không tuần hoàn cơ thể. Người ta ngày xưa người ta cứ tưởng là không tuần hoàn ngoài cơ thể thì ít bị tổn thương thận cấp hơn, nhưng không phải. Off-pump hay on-pump cũng vẫn làm tăng cái tổn thương thận cấp. Hiện nay thì không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả do tổn thương thận cấp trên bệnh nhân phẫu thuật tim. Thì đây là cái phân loại mà tổn thương thận cấp theo cái phân loại CADIGO của Hội Thận Học Mỹ đấy. Thì bây giờ cái giai đoạn 1 tức là lượng nước tiểu dưới 0,50 lít trên ký trên giờ trong vòng 62 giờ, hoặc là cái creatinine như thế này. Độ giai đoạn 3, độ 3 nó có dưới 0,30 lít ký một giờ trong vòng trên 24 giờ, hoặc là vô niệu luôn, thì cái đó là mức độ của tổn thương thận cấp. Thì đây là cái phác đồ nó tính chỉ số nguy cơ bệnh thận rất cản quang. Thì cái phác đồ này nó nêu lên chúng ta dựa nhiều yếu tố tụt huyết áp. Chúng ta đặt cái bóng đối xương động mạch chủ có suy tim hay không, cái này 5 điểm đấy nha. Tuổi trên 75 là 4 điểm. Thiếu máu đái tháo đường, cái lượng dịch chất cản quang là bao nhiêu, thì cứ trên 100cc là 1 điểm. Creatinine máu lúc ban đầu trên 15mg là 4 điểm. Đồ lọc dần dưới 60 là chúng ta từ 40-60 là 2 điểm, từ 20-40 là 4 điểm. Thì đây là tất cả những yếu tố nó liên quan đến bệnh thận rất cản quang. Thì chúng ta tính các điểm này, chúng ta tính nếu người ta trên 16 điểm đó,
thì nguy cơ bệnh thận cận quang là trên 5-7%, mà nguy cơ phải lọc thận 12%. Cái này mình thường mình cũng có thể, thực ra mình có thể làm cái luận văn liên quan đến cái này được. Mình tính cái này những cái bệnh nhân mà chưa được can thiệp mạch vành, chúng ta từ cái này tính ra chúng ta tính là bao nhiêu phần trăm bệnh thận cận quang. Thì nghĩ cái này là một đề tài cho một em là làm cái luận văn. Mình lựa tìm được 100 ca lọc thận đấy, để can thiệp mạch vành mình có thể tính những nguy cơ. Mình coi bệnh nhân có đúng cái tần số này không thì vẫn có thể viết được cái này. Để phòng ngừa cái này thì ngày xưa thầy cũng đọc nhiều để tìm. Những thứ nhất là độ lọc thận nếu dưới 60, chúng ta nhớ 15 đến 0 đến 15 là độ 5, 15 đến 30 độ 4, 30 đến 60 là độ 3. Tức từ từ độ 3 trở đi đó, trở xuống đó, thì đã nguy cơ cao rồi. Có đái tháo đường nguy cơ tăng gấp 5 lần. Chúng ta phải ngưng kháng viêm nông steroid. Và thưa kể thầy có những người bạn bác sĩ đàng hoàng đấy, anh uống kháng viêm nông steroid ngày có một viên uống 10 gram bây giờ anh tổn thương thận luôn. Nó thành ra cái này nó rất sợ. Rồi hội chẩn chuyên khoa thận nếu độ lọc dưới 15 thì đương nhiên mình làm rồi. Rồi thì ngày xưa người ta còn có cái bài ta chuyển bicarbonate, người ta làm nghiên cứu. Thực ra bây giờ người ta bảo chuyển natri clorua thẳng dương là tốt nhất rồi. Trước 3 giờ trước và 6 giờ sau thủ thuật, bảo đảm lần nước tiểu, chất cận quang phải mua chất cận quang tốt, không như ông đồ đồng thấp tất, cố gắng dùng dưới 100 thì đỡ nguy hiểm, cái điểm nó ít. Cái acetylcysteine không có nghiên cứu chứng minh là tốt đâu nha, uống thì uống thôi cho yên tâm thôi, chứ còn không nghiên cứu, từ Mỹ đã không thấy không có nghiên cứu chứng minh là tốt. Và chúng ta phải đo nhiều lần creatinine máu, chất đền giải. Đây là quy trình xử trí bệnh nhân sử dụng chất cản quang này. Thế là bây giờ chúng ta phải tính độ lọc cầu thận năng lượng. Chúng ta lượng định nguy cơ bệnh thận cản quang theo cái bảng vừa rồi đó. Đối với mình, bây giờ nếu độ lọc cầu thận từ 30 đến 659, tức là độ 3 trở lên rồi đó. Nha. Chúng ta phải ngừng kháng viêm nông steroid, ngừng metformin, ngừng những chất thuốc độc cho thận nha. Truyền nước đầy đủ này. Dùng cái thuốc cản quang iodisanol, cái này thường các bệnh viện mình đều dùng hết. Chúng ta cố gắng dùng lượng chất cản quang ít, dưới 30cc nếu dùng để chẩn đoán, dưới 100ml nếu cần can thiệp. Và điều trị phụ trợ, điều trị phụ trợ là gì? Là chúng ta dùng thử cái acetylcysteine này, theophylline này, statin, ascorbic acid này, prostaglandin, chứ không. Nhưng mà không cái điều trị phụ trợ nào được chấp nhận, FDA chấp thuận hết, các anh chị nhớ đó. Dùng thì dùng, chứ yên tâm thầy thuốc thôi. Và chúng ta đo xem creatinine trước khi cho bệnh nhân xuất viện, hoặc là trong vào 24-72 giờ. Thì cái này cho những bệnh nhân mà can thiệp đó. Thì đây cái bảng này rất hay này, chúng ta để dùng để chúng ta có thể chúng ta làm một cái đề tài liên quan vấn đề này. Rồi bây giờ người bị bệnh thận mạng thì có nguy cơ tăng vôi hóa mạch máu này. Thì người độ lọc cầu thận dưới 60ml thì giảm lọc hoặc đào thải phốt pho, tăng sản xuất 1,25 dihydroxy vitamin D, do đó làm giảm canxi máu. Những người mà bệnh thận mạng thì tăng phốt pho giảm canxi sẽ làm kích hoạt làm tăng paratocmon ở tuyến cận giáp đấy. Tăng paratocmon sẽ làm tăng phóng thích cái canxi và phốt pho từ xương, và chính cái canxi và phốt pho từ xương đấy, tăng vôi hóa mạch máu và phì đại thất trái người đó. Thì trong số bệnh nhân họ cứ bị vôi hóa mạch máu nhiều, họ cứ hỏi là nếu tôi uống canxi có hại không. Thực ra uống canxi không có hại nha, chỉ khi nào giảm ra thì chúng ta mới làm tăng kinh phốt pho từ xương, thì mới là tăng vôi hóa mạch máu và phì đại thất trái ở bệnh nhân bệnh thận mạng giai đoạn cuối. Và vôi hóa mạch máu không biện pháp điều trị. Thực ra vôi hóa mạch máu liên quan cả đến xơ vữa động mạch. Bây giờ nếu thầy gặp một bệnh nhân bị vôi hóa mạch máu nhiều thì thường thầy giữ huyết áp thấp này, thì giảm yếu tố nguy cơ xơ vữa động mạch. Thì đấy là những cái biện pháp điều trị cho người bệnh để phòng ngừa người ta vôi hóa tiếp mạch máu. Rồi bây giờ chúng ta qua vấn đề kế tiếp là xử trí tăng huyết áp trên bệnh nhân suy thận mạng. Thì đây là chúng ta nhớ cái này, cái vi cầu thận nhé. Vi cầu thận, động mạch vào, động mạch ra này. Tất cả cái ống thận ở đây thì đây là huyết áp bình thường. Người ta cắt cái vi cầu thận ra một người bình thường được, thì chúng ta thấy tế bào nó sắp xếp như thế nào, động mạch vào động mạch ra. Nhưng trên một người có tăng huyết áp
Thì tăng huyết áp nó làm tăng áp lực trong vi cầu thận, cái đó mới đáng sợ. Rồi đó làm các anh chị thấy những cái tế bào như thế này, nó có rất nhiều tế bào người ta sẽ bị viêm và sợi hóa quanh những cái ống thận này, vô kẽ quanh ống thận, và ra một tổn thương màng đáy. Tất cả những chuyện này sẽ làm tăng cái suy thận của người, tổn thương vi cầu thận do người tăng huyết áp. Thì giờ nếu chúng ta điều trị huyết áp càng sớm, đưa càng thấp, chúng ta giảm được những cái biến cố này. Trong đó nó có thể tăng viêm đấy nha, tăng huyết áp nó làm tăng viêm đấy. Thì ra các anh chị kinh nghiệm, các anh chị nhớ nghiên cứu mà gần đây nó đưa huyết áp xuống rất thấp thì nó có lợi không? Do đó thực ra quan điểm của tôi muốn đưa huyết áp thấp là tới dưới 12 cm thủy ngân, tức là dưới 120 thì có lợi cho người bệnh nhân. Thì đây là cái hình này từ lâu lắm rồi. Nó nói là mức độ giảm chức năng thở theo độ nặng tăng huyết áp. Cái huyết áp trung bình mean pressure nhỉ? Càng cao thì mức độ giảm độ lọc của thận nó càng nhiều. Thành ra chúng ta chữa tăng huyết áp thì bệnh nhân sẽ bớt bị tổn thương thận. Bây giờ ức chế canxi thường mình hay dùng cho người nhân bệnh thận mạng, không ảnh hưởng đến thận, không ảnh hưởng đến biến dưỡng. Người ta khuyên nên dùng cái nhóm diazepam verapamil có tác dụng bảo vệ thận, không gây cơn cao huyết áp cao khi ngừng, biến dưỡng phải không cần điều chỉnh đều cho suy thận. Cái nhóm dihydropyridine thì nó hay làm tăng tần số tim, nó khuyên nên phối hợp với chuyên gia ta cứ dùng dihydropyridine. Ức chế men chuyển thì cái này quan trọng. Cái nghiên cứu đầu tiên là chính cái nghiên cứu năm 1995, nó dùng cái captopril enalapril, nó thấy có lợi. Ông Renner ông báo cáo đó. Thì chúng ta thấy là đây là chỉ định đầu tiên tăng tiểu đường. Tăng tiểu đường có protein niệu bệnh thận. Nghiên cứu với ramipril suy chậm suy chức năng thận ở bệnh nhân từ protein niệu trên 3 gram một ngày. Hiệu quả bảo vệ càng cao và niệu càng nhiều. Nhưng mà khi mà độ lọc của thận dưới 30 chúng ta vẫn dùng được, nhưng ta phải theo dõi sát. Có một câu hỏi độ lọc của thận dưới 15 có dùng không? Thầy vẫn dùng, trong sách nó cũng bảo vẫn dùng. Nhưng mình dùng nhưng mà phải theo dõi 2 tuần sau nhớ theo dõi lại kali và coi dưới cho người bạn nhé. Và đó là creatinine cho người ta. Chứ còn chúng ta luôn luôn chúng ta cố gắng dùng ức chế men chuyển. Thì cơ chế chắc các anh chị cũng biết rồi. Ức chế men chuyển nó giãn cả động mạch đến và động mạch đi của cái vi cầu thận, do đó là giảm áp lực trong vi cầu thận, bệnh nhân đỡ tổn thương. Trong khi cái ức chế canxi nó chỉ giảm giãn động mạch đến mà không giãn động mạch đi, thành ra nó có dùng đơn độc có thể nó có hại thận, nhưng nhiều khi mình vẫn phải dùng. Do đó nếu tốt nhất là phối hợp cả ức chế men chuyển với ức chế canxi cho người bệnh. Điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân lọc thận, nhớ là dù chúng ta lọc tốt vẫn cao huyết áp này. Thì cái không dùng nội tiểu, cái quan điểm đấy, thì khi người lọc thận có cho số chuyên gia về than học, người ta khuyên là vẫn dùng nội tiểu nếu bệnh nhân còn nước tiểu, người ta vẫn dùng furosemide, thì nếu dùng như vậy có thể có lợi cho người bệnh. Cái này thì người ta bảo tăng huyết cho bệnh nhân thận nên giữ mức huyết áp 135 trên trên 85, thì có tài liệu nói dưới 130 dưới 80, tại vì người ta đã lọc thận rồi thì không còn vấn đề bảo vệ thận, người ta khuyên giữ này. Tại sao giữ ở mức này? Tại vì những người lọc thận đấy, nếu hạ thấp quá đôi khi người ta lọc sau người ta tụt huyết áp nhiều quá. Thì những người lọc thận thì tùy trường hợp, có những người vậy tôi thấy đọc ở đời nó ổn định, tôi giữ 120 đến 8 đến 70 để giữ cho cái tim cho người bệnh khỏi tổn thương. Nên dùng thuốc áp vào buổi chiều ngày một lần và cả dưới natri kali. Rồi thì nó bảo người vừa bệnh thận vừa tăng huyết áp thì này ca mức huyết áp cần đạt ở dưới 130 đến 80, và bây giờ thì người ta nên giữ 120 xong nghiên cứu Spring đó, giữ 120 trên 70, không dùng chiếc canxi dihydropyridine đâm độc nữa, mình ta đã nói rồi. Cái quan phương không phối hợp với chiếc men chuyển nước chuyển thụ thể thì cái quan điểm này nó khác đấy nha. Đối tim mạch chúng ta phối hợp, đặc biệt 6 nghiên cứu on target nó chứng minh là tamiflu dập tăng phối hợp với lại ức chế men chuyển ấy, thì nó có hại. Nhưng mà đối với một số nhà thận học ấy, trong cardio nó bảo vẫn có những trường hợp albumin nhiều quá nó vẫn cho phép. Nhưng tôi không có can đảm tôi phối hợp hai cái này trong điều trị. Và thường chúng ta vẫn phối hợp ức chế canxi supra và chúng ta có thể phối hợp một số tác động trung ương như bendopa cho người bệnh. Và tuy đương nhiên là chúng ta không dùng RAS nếu bệnh nhân heparin thận hai bên.
Rồi với cái đặc điểm bệnh động mạch vành như bệnh nhân suy thận mạn. Người bệnh nhân suy thận mạn thường tần suất bệnh mạch vành bị rất nhiều, tần suất cao và lại không đau ngực nữa. Mỗi lần lọc thận là một stress trên tim mạch, nó có thể tổn thương cơ vân và bệnh thận, nó làm troponin tăng. Thành ra cái người suy thận mạn đó, nếu lọc thận có thể sau đó troponin tăng, chưa chắc đó là do nhồi máu cơ tim. Rồi đây là biến đổi sinh học của suy thận, Urevalco tăng thrombin, giảm cái tập tiểu cầu. Rồi hậu quả là bệnh nhân suy thận dễ bị huyết khối, đồng thời dễ chảy máu, tức là vì nó tăng thrombin nó dễ bị huyết khối, nhưng nó lại giảm tích tập tiểu cầu thì ra dễ chảy máu. Nó giống như y như người Alzheimer đó, người Alzheimer máu nó dễ đông mà cũng dễ chảy máu. Người bị Alzheimer thời gian máu chảy trắc nghiệm tốt, khảo sát nguy cơ. Thường thường những người này suy thận mạn giảm lipoprotein, giảm HDL cholesterol, tăng triglyceride và giảm lipoprotein A nhỏ luôn đấy. Tăng lipoprotein A nhỏ, tăng vô hóa mạch máu, tăng homocysteine, tăng viêm. Rồi bây giờ chúng ta qua đây hội chứng động mạch cấp cho bệnh nhân thận mạn. Thì bệnh thận mạn hiện diện ở 30% bệnh nhân STEMI, 43% bệnh nhân non-STEMI. Bệnh vẫn thận mạn làm tăng tử vong bệnh nhân hội chứng động mạch vành cấp. Cái hình này nó nêu lên thế này, ở người STEMI có 30% bị thận mạn, người non-STEMI có 43% bị bệnh thận mạn. Và nếu mà người ta bệnh thận mạn tùy giai đoạn, người STEMI mà bệnh thận mạn giai đoạn 5 thì tử vong trong bệnh viện đến 32%. Người non-STEMI bệnh thận mạn giai đoạn 4 tử vong đến 13%. Thành ra ví dụ của mình thông tin mà mình gặp người bệnh thận mạn nặng thì gặp bác thầy thuốc thông tin vẫn sợ lắm. Vì chúng ta điều trị thế nào tử vong trong bệnh viện rất cao trên người bệnh nhân có bệnh thận mạn. Đây là tử vong một năm trên bệnh nhân non-STEMI điều trị nội hay can thiệp. Mức độ dựa trên mức độ CKD này, cái nghiên cứu này khá hay này, tức là độ lọc cầu thận từ 15 đến 29, tức là giai đoạn 4 rồi đấy nha. Thì chúng ta thấy là chúng ta điều trị nội khoa này, chúng ta điều trị can thiệp thì kết quả nó tương đương với nhau, P không có nghĩa thống kê. Còn giai đoạn 5 can thiệp cũng vậy, chúng ta còn điều trị nội khoa này còn sướng hơn, can thiệp còn chết nhiều hơn. Và thành ra cái này, thực ra cái này là một cái mà mình phải suy nghĩ thôi. Còn nếu đó là cầu thận mà giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì can thiệp vẫn thành công hơn là điều trị nội. Thì đấy cái... Rồi đây là chẩn đoán hội chứng động mạch cấp trên nhân bệnh thận mạn. Bệnh nhân có thể không triệu chứng cân nặng. Chúng ta đo troponin có giá trị trong chẩn đoán. Biến đổi sinh dây có giá trị. Siêu âm tim có giá trị trong chẩn đoán. Đây là tử vong vì nhồi máu tim bệnh nhân bệnh thận giai đoạn cuối này. Cái này cũng trên nghiên cứu ở New England này. Tử vong vì bệnh tim mạch tăng rất cao, tăng lên gần trên 70-80%, tử vong chung nó lên trên 90%. Thành ra bệnh người bệnh thận giai đoạn cuối đó, khi các anh chị muốn can thiệp, các anh chị phải cân nhắc kỹ đấy nha. Các anh chị bàn với gia đình thế nào. Còn bệnh viện mới mở như Tâm Anh chắc tôi không dám cho mấy em nó nong mạch vành cho bệnh nhân giai đoạn cuối và tôi cho nó can thiệp mạch vành thế này. Rồi các nguyên nhân tiên lượng xấu của nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân rối loạn chức năng thận. Thường thường những bệnh nhân này nhiều bệnh phối hợp, ví dụ có đái tháo đường suy tim, chủ thử nghĩa hư vô trong điều trị, tức là gì, thầy thuốc cũng sợ, ít khi dám can thiệp, ít khi dùng tiêu sợi huyết. Đặc tính của thuốc điều trị, các yếu tố sinh học sinh lý bệnh của các chức năng thận là tiêu lượng xấu. Thực ra có nhiều cái nghịch lý đó, người ta dựa thống kê đó, người ta cũng không muốn can thiệp. Ở đây là độ nhạy, độ đặc hiệu, trắc nghiệm không xâm nhập cho nhóm bệnh mạch vành trên bệnh nhân suy thận mạn. Các anh chị thấy cái cơn đau thắt ngực đấy, độ nhạy có 65%, tức là có 35%. Người ta có mạch vành không có đau thắt ngực. Độ nhạy của ECG gắng sức ạ. Mà nếu bệnh nhân có triệu chứng cân nặng, độ nhạy có 33%. Còn nếu chúng ta ST nó sụp xuống trong khi này thì ECG gắng sức độ nhạy có 46%. Còn siêu âm tim đo vitamin này, trên người có bệnh thận mạn độ nhạy có từ 52 đến 96%. Cái này là khá nhất.
Thành ra cái người có bệnh thận mạng thì chúng ta làm cái siêu âm tim đủ vitamin là tốt nhất này. Chứ còn oxy dạng kháng sức không có lợi cho người bệnh. Chưa đồng mạch vành cản quá cho bệnh nhân suy thận mạng. Tiêu chuẩn ở đây là tiêu chuẩn vàng này. Chỉ thực hiện khi dự định can thiệp hay bắt cầu mạch vành. Nếu mà gây ra tối thiểu. Các bệnh nhân có nguy cơ bệnh vành cao, chỉ bệnh nhân cần ghép thận. Và bây giờ bệnh nhân chúng ta ghép thận thì người bác sĩ ghép thận người ta hỏi là đưa bác sĩ tim mạch khảo sát là chúng ta làm gì, chúng ta cần động dùng mạch vành cản quang hay không. Thứ nhất là chúng ta tính yếu tố nguy cơ, nếu người ta nguy cơ động mạch vành cao như là có triệu chứng đau thắt ngực và tiền sử mạch vành, có đái tháo đường trên 50 tuổi thì thực ra cái này quá nhiều, thì những cái đó thì chúng ta phải chụp động mạch vành trước khi chúng ta ghép thận. Phẫu thuật bắt cầu động mạch vành cho bệnh nhân suy thận mạng thì nếu creatinine máu trên 20 g tăng biến chứng chu phẫu này, bắt cầu động mạch vành cho bệnh nhân bệnh thận do đột quỵ thì nó nói là thực hiện được, nguy cơ chấp nhận được nhưng mà cũng không chắc đâu. Bệnh động mạch bắt cầu động mạch vành tốt hơn PCI trên bệnh thận giai đoạn cuối đấy, thì nghiên cứu quan sát bắt cầu động mạch vành tốt hơn, nhưng nghiên cứu ngẫu nhiên so sánh chúng ta rất ít nghiên cứu, và tử vong bắt cầu động mạch cho bệnh thận giai đoạn cuối là 9-20% là khá nhiều đó. Rồi bây giờ chúng ta qua vấn đề kế tiếp, hội chứng tim thận. Thực ra cái này nó là một bài riêng đó. Cái hội chứng tim thận chúng ta gọi là cardio renal syndrome. Chúng ta có 5 hội chứng. Chúng ta có tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3, tiếp 4, 5. Tiếp 1 tức là bệnh nhân bị cardio renal syndrome cấp. Cái này cardio renal syndrome mãn. Tức là cái bài bệnh nhân suy tim nó đưa đến suy thận cấp. Bệnh nhân suy tim mãn đưa đến suy thận cấp. Còn cái mà tiếp 3 là gì? Renal cardiac syndrome, tức là bệnh nhân suy thận cấp đưa đến suy tim, bệnh nhân suy thận mạn đưa đến suy tim, và cái cuối cùng là secondary, tức là thứ cấp đó, cardio renal syndrome, gọi tiếp 5 này. Thế nhưng ví dụ bệnh nhân bị chấn thương nhiều, bị nhiễm trùng nặng, thì nó đưa cả tổn thương cả thận và tim. Thì như vậy các anh chị thấy cũng dễ nhớ, suy tim cấp đưa đến suy thận cấp, suy tim mạn đưa đến suy thận mạn. Còn ngược này là suy thận cấp đưa đến suy tim cấp và suy thận mạn đưa đến suy tim mạn là 4 cái hội chứng đầu tiên. Thì đây là cái sinh lý bệnh cardio renal syndrome, thì cái này các anh chị đọc cho nó vui thôi. Thì thực ra tất cả những cái cơ sinh lý bệnh này nó đều liên quan đến cái thứ nhất là cái lượng dịch trong người, cái thứ hai là nó liên quan đến yếu tố viêm trong vi khuẩn về tuần tự một biomarker này. Đó. Rồi nó liên quan đến tác động renin, hiệu dẫn renin, năng lượng tăng sin, aldosterone, vân vân. Thì nó tất cả liên quan đến nhau. Rồi như vậy thì suy tim có thể đưa đến suy thận mạn và ngược lại, suy thận mạn đưa đến suy tim. Suy thận mạn làm tăng suy tim sung huyết do là tăng tải áp lực, tăng tải thể tích và bệnh cơ tim. Khoảng 20% bệnh nhân cần làm thận thì đã có suy tim rồi. Và tăng erythropoietin pha đó, tăng phi đại tuyến trái, tăng tái cấu trúc. Do đó vì những người này vì dùng nhiều cái erythropoietin thì nó sẽ làm tăng nguy cơ suy tim. Suy thận mạn tăng nồng độ BNP, BNP máu này, BNP. Và nếu độ lọc gần dưới 60, ngưỡng chẩn đoán BNP là trên 200 mg lên lít. Bình thường ngưỡng chẩn đoán có BNP trong máu bình thường dưới 35 đấy nha. Và nhưng đối với nhân với nhân nhân mà độ lọc thận dưới 60 chúng ta cần BNP phải trên 200. Đây là cái dữ kiện từ 1.600 bệnh nhân trên nghiên cứu SOUL mà. Thì chúng ta thấy là nếu độ lọc thận dưới 60 này, thì cái sống còn độ lọc thận dưới 60 là cái đường xanh, sống còn rất thấp so với 2.000 ngày. Độ lọc thận trên 15 nó khá hơn, tức là nó chứng minh là suy thận mạn làm tăng tử vong cho bệnh nhân suy tim. Đây là sinh lý bệnh, chúng ta có giảm tế máu tạng nha. Nó làm kích hoạt renin, tăng sinh aldosterone, làm tăng tái hấp thu, làm phong thích BNP, ANP, giãn nhĩ hoặc thất hoặc cả hai, đến suy cơ tim, giảm tế máu tạng, đây là cái vòng luẩn quẩn. Điều trị suy tim như bệnh nhân suy thận mạn, chúng ta vẫn luôn luôn cố gắng là dấu chế men chuyển. Trở thể ngày nay thì chúng ta có acne nữa. Chúng ta lợi từ qua trên beta đối kháng aldosterone,
Và với ngày nay thì chúng ta cũng dùng cái SGLT2 nữa nha. Thì vì nếu đo lọc cầu thận trên 25 thì chúng ta dùng ức chế SGLT2 được đấy. Tại trong nghiên cứu Amparac Reduce Amparac Preserve á, thì cái Amparglobulin đo lọc cầu thận trên 25 là chúng ta dùng được. Điều trị suy tim trên bệnh nhân lọc thận có thể dùng ức chế men truyền hoặc chặn thủ thẳng do tăng sinh 2 này. Các triệu chứng của tăng ADH trên bệnh nhân sinh thai kèm suy thận sẽ làm tăng creatinine, tăng bone, ứ dịch, bệnh nhân luôn luôn cảm thấy khát. Cái này quan trọng, nếu bệnh nhân mà bệnh nhân đương lọc thận mà cứ kêu là khát hoài, coi chừng bệnh nhân suy tim nó nặng lên đấy, thì lúc đó chúng ta nhớ từ NT-proBNP hoặc BNP. Thường mình có thể BNP, NT-proBNP thì nó ảnh hưởng nhiều đến chức năng thận. Điều gì thì cái đó và chúng ta đo cái ADH, điều trị tăng ADH là chúng ta sẽ cải thiện chức năng tâm thương của tim. Rồi điều trị suy tim cấp trên bệnh nhân suy thận mạn thì chúng ta đương nhiên chúng ta phải dùng thuốc tăng corticoid này, đồ vitamin ngắn hạn, mineralinol. Mineralinol có nguy cơ là tăng loạn nhịp, nezetiride là nó là một loại BNP đó, bảo toàn chức năng thận cũng tăng loạn nhịp, hiệu quả cao nitroglycerin. Đây là điều trị chọn lọc suy tim trên bệnh nhân bệnh thận mạn. Chúng ta có dovitamin trong trường hợp suy tim cấp. Chúng ta chuyển liên tục từ 5 đến 15 microgram trên kg trong phút ở người bệnh. Rồi chúng ta có Myrinol ở Việt Nam thì ít, nhưng một vài bệnh viện mổ tim chúng ta mua cái này chúng ta có thể dùng được. Nezetiride là cái BNP đấy. Nitroglycerin, cái này nó là giãn cái động mạch. Mình suy tim cấp chúng ta có dùng được. Vanzacaftor là cái acne đấy, tức là cái Việt Nam là bán dưới tên Uperio này. Chúng ta có thể dùng trên bệnh nhân sinh bệnh thận mãn, nhưng nhớ nhớ để ý đo lọc cầu thận nha. Rồi Ivabradin chúng ta dùng được, Hydralazine phải cố kèm với Isoxazidinitrat chúng ta mới dùng được, Digoxin chúng ta chỉnh liều rất thấp cho người bạn. Rồi bây giờ chúng ta qua bệnh thận mãn và bệnh van tim này. Khi cái người bệnh thận mãn ấy có thể tổn thương bệnh van tim do vôi hóa vòng van hai lá, mà vôi hóa vòng van hai lá nó đứa nó hở van hai lá nặng lắm, mà cái này mổ rất khó đấy, mổ không khéo nó chảy máu nó chết trên bàn mổ đấy. Sợi hóa van ở ngoài chỗ. Rồi 80% bệnh nhân bệnh thận mãn dẫn thân giai đoạn cuối con thổi sợi hóa van ở ngoài chỗ. Bệnh nhân nếu bệnh thận giai đoạn cuối mà có cateter tạm thời thì lọc thận sẽ nguy cơ viêm loại tâm mạch nhiễm trùng. Nếu mà bệnh viêm loại tâm mạch nhiễm trùng trên bệnh nhân bệnh thận giai đoạn cuối, nguy cơ thuyên tắc do mạch sủi là 40%, tử vong 50%. Bệnh thận giai sống còn giữa van sinh học và van cơ học giống nhau, ưu tiên xài van sinh học để bớt dùng kháng đông thôi, chứ còn sống còn hay như nhau, tức là cái người thay van cơ học trước người ta hy vọng sống lâu hơn, nhưng nếu có bệnh thận giai đoạn cuối cũng không sống lâu hơn. Rồi bây giờ chúng ta đã qua đến chức năng thận và loạn nhịp tim. Bệnh nhân ure máu cao, tăng kali máu, axit toàn máu, acidosis, mất quân bình do phosphor và calcium, nó tăng loạn nhịp nhĩ và thất, thiếu thiếu giảm kali sau khi lọc thận đó. Đó. Thì nó sẽ tăng rồi tăng độ tử của người bệnh. Dưới đây là tần số huyết biến cố của người bệnh thận giai đoạn cuối có đặt ICD này, để phòng ngừa đột tử đó. Nếu người ta có lọc thận thì biến cố nó tăng, nếu không có lọc thận biến cố nó ít đi. Đó. Thì trong những biến cố có thể là có viêm nội tâm mạch nhiễm trùng đó. Rồi thuốc cho những loạn nhịp chọn lọc trên bệnh nhân bệnh thận giai đoạn cuối thì amiodarone đó, thì là chúng nó đào thải chính là ở gan, do đó thì chúng ta đào thải rất ít bởi thận, chúng ta không cần chỉnh liều nhưng có thể dùng để điều trị loạn nhịp ở người bệnh tim và kèm bệnh thận mạn. Ronerarone cũng cũng giống như amiodarone. Diphenhydramine thì thầy không có kinh nghiệm ở đây Việt Nam, ở đây sotalol thì thầy có kinh nghiệm, chúng ta có thể dùng chữa bệnh nhân rung nhĩ với cuồng nhĩ ở người bệnh nhân bệnh thận mạn. Nếu đồng loạt cầu thận từ 30 đến 59
chúng ta có thể uống cái dạng liều nó cách xa nhau đến 24 tiếng mới được. Tại vì tại sao vậy? Tại thuốc này đã đào thải, không thể đổi ở kidney, ở thận. Do nếu bệnh nhân mà có lọc thận thì nó sẽ loại bỏ hoàn toàn. Do đó thì chúng ta vẫn có thể dùng được mà suy thận. Rồi bây giờ chúng ta khảo sát và chăm sóc bệnh nhân được ghép thận. Tại Việt Nam chúng ta có vấn đề ghép thận nhé. Thì đây là nó khảo sát này. Nếu bệnh nhân mà có thể sử dụng statin, bệnh nhân được ghép thận này, thì bệnh nhân được ghép thận nhé, chúng ta chia làm low risk và high risk. Thì đây là những cái mà chúng ta khi nào bệnh nhân có ghép thận chúng ta phải đọc vào trong đó. Cái này thầy không có kinh nghiệm, có thể là mấy em mà làm ở bên Chợ Rẫy có ghép thận có kinh nghiệm hơn, chứ ở nơi này thôi thì chúng ta bỏ qua đấy. Rồi tiếp cận bệnh nhân lọc thận đối với thầy thuốc tim mạch chúng ta làm gì? Tần suất hẹp động mạch và có ý nghĩa là 25% bệnh nhân bệnh thận giai đoạn cuối trẻ không đái tháo đường, lên đến 85%, 5% bệnh nhân cao tuổi có đái tháo đường, tử vong do tim bệnh nhân lọc thận dưới 45 tuổi gấp 100 lần. Như vậy nói tóm lại thì bệnh tim, bệnh thận, bệnh nội tiết á, trong đó đái tháo đường là chính, nó là ba cái bệnh. Do đó nó có cái khoa gọi là tim mạch chuyển hóa với thận đó. Rồi suy thận mãn chắc chắn có thể đưa suy tim, và ngược lại chúng ta có cái cặp đôi renal hoặc là renal cặp ghép syndrome đó. Suy thận mãn sẽ làm tăng tăng huyết áp, làm tăng bệnh động mạch vành, làm tăng suy tim mãn, tăng suy tim cấp, tăng bệnh van tim và tăng viêm nội tâm mạch nhiễm trùng. Như vậy thầy để xong bài, mấy em có hỏi về bài này không? Nhưng mà lại cái nhưng các em có vấn đề gì cần hỏi không? Phan Phan chờ anh chút, anh dạy xong cái lớp này. Ủa mấy em có nghe không? Dạ có nghe rõ thầy. Rồi các em có cần gì hỏi không? Cái bài này á, thầy sẽ nhờ cô thư ký chuyển cho mấy em, chắc chuyển chưa? Cô chuyển chưa em? Dạ chưa có. Chưa có hả? Để chắc là chốc nữa thầy nhờ Nhung làm có xin được cái số email của anh chị này chuyển cho lớp trưởng này, anh chị nào đó. Dạ chị Nhung, con chị Nhung có bài để chị Nhung gửi. À, thế này này, thầy có gửi cho chị Nhung rồi đấy. Nhung thư ký bộ môn đó em. Mấy em bảo Nhung thư ký bộ môn chuyển bài cho mấy em nhé. Dạ em cảm ơn thầy.